Gần đây, bán hàng qua điện thoại hay còn gọi là telesale ngày càng phổ biến ở các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ. Có thể nói đây là một nghề dễ bị cho là gây phiền phức nhất, bị nhận nhiều phản ứng khó chịu từ khách hàng không có nhu cầu. Bạn DL, tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, có thời gian làm một nhân viên telesale của ngân hàng ANZ cho biết, công việc hàng ngày của em là gọi điện cho các số điện thoại trong danh sách mà cấp trên đưa xuống để tìm kiếm khách hàng vay, khách hàng gửi tiết kiệm và làm thẻ Visa. Hồi đầu chưa có kinh nghiệm, mới sáng thứ hai, em đã hí hửng bấm gọi cho một chị. Chưa kịp vào bài đã bị chửi là, em không biết suy nghĩ à? Mới sáng thứ hai người ta còn họp hành trăm thứ việc mà còn gọi, vô ý thức quá vậy. Rồi cúp máy, em sốc quá khóc luôn. Sau lần đó, DL rút kinh nghiệm, không bao giờ gọi vào sáng sớm, vì đó là thời gian khách hàng cần thoải mái tinh thần để bắt đầu công việc của một ngày mới, và buổi trưa là lúc khách hàng đang nghỉ ngơi. Đức Anh đang làm việc cho một ngân hàng nhà nước nhớ lại, có những người mới nghe giới thiệu, em là Đức Anh đang làm việc tại ngân hàng. Đã quát, lại mời mua bảo hiểm chứ gì, sao tụi bay đông như quân nguyên vậy, ngày nào cũng gọi hàng chục cuộc đến là bực bội, ai mà cho tụi bay có số điện thoại hả? Công việc dù ngồi một chỗ nhưng vô cùng áp lực và dễ chán nản, mất nhiều thời gian nhưng hiệu quả không bao nhiêu vì những cuộc gọi này đều là hú họa, không biết họ có nhu cầu hay không. Đức Anh được giao chỉ tiêu mỗi tháng phải gửi cho vay được 1,5 đến 2 tỷ, huy động khách hàng gửi về tiết kiệm 1 tỷ và làm được 10 thẻ Visa. Đó là một định mức không phải khó, mà là quá khó đối với những bạn mới tốt nghiệp làm nhân viên telesale. Theo ông Nguyễn Tường Quang, Phó Giám đốc Nhân sự Ngân hàng Sacombank, bạn trẻ mới ra trường vào làm việc tại các ngân hàng thì có những vị trí công việc như giao dịch viên, chuyên viên khách hàng cá nhân, thanh toán quốc tế hoặc telesale. Riêng với công việc bán hàng qua điện thoại, thì hiện nay đa số các ngân hàng đều có một trung tâm telesale. Làm việc này rất cực, có nhiều áp lực vì dễ khiến khách hàng bực bội, khó chịu khi gọi điện làm phiền người ta. Tỷ lệ thành công thì 10 cuộc điện thoại may ra được 2 người quan tâm đến những gì nhân viên chia sẻ và tư vấn. Theo ông Quang, mức thu nhập của những nhân viên telesale tại các ngân hàng là từ 6 đến 10 triệu, chưa tính thu nhập hưởng thêm từ doanh số. Làm một thời gian nếu tốt thì có thể được chuyển sang vị trí khác. Trong khi đó, ông MC, trưởng phòng quản lý trung tâm đào tạo của một ngân hàng nhận định, mức thu nhập như vậy là không hề cao như suy nghĩ của những bạn trẻ lựa chọn vào các ngành học để làm việc tại ngân hàng. Nếu như các bạn nghĩ rằng công việc ở ngân hàng rất oách, nhẹ nhàng mà cuối tháng lĩnh lương cao là sai lầm. Trên thực tế, áp lực rất kinh khủng, nhất là tại các ngân hàng thương mại cổ phần. Về thu nhập thì có ngân hàng chỉ trả lương 4 đến 5 triệu một tháng. Không ít nơi chỉ cần trong 2 tháng thử việc không đạt mức đề ra thì bị cho nghỉ việc, ông MC chia sẻ. Mặc dù vậy, Nguyễn Thu Hà, một nhân viên telesale đang cố gắng nhìn theo hướng tích cực. Dù sao công việc này cũng giúp em học được cách lắng nghe về những nhu cầu, thậm chí những chuyện vu vơ đời thường của khách hàng, học được cách kiên nhẫn khi bị mắng chửi, bị từ chối và học được cách bảo vệ quan điểm của mình khi khách hàng hiểu lầm. Đây là những kỹ năng cần thiết cho bất cứ công việc nào sau này.